độc lập, hào hùng, tươi đẹp như thế nào qua bài hát Một Vòng Việt Nam, sáng tác Đông Thiên Đức, do em Nguyễn Thị Hoàng Hoa và Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, đơn vị trường tiểu học Hoàng Diệu và đơn vị trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa trình bày. Kính mời ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn sinh cùng thưởng thức.